Ê, hey, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với so sánh smartphone. Trong video hôm nay, mình sẽ so sánh Redmi Note 11T 5G và Redmi Note 11. Thứ nhất, về thiết kế. Nhìn qua thông số về mặt kích thước thì ta thấy Redmi Note 11 nhỏ hơn và cũng mỏng hơn khá là nhiều so với lại Note 11T 5G. Xét về trọng lượng, Note 11T 5G lên đến 195g, nặng hơn so với lại cái trọng lượng chỉ 197g của Note 11 thôi. Còn xét về khả năng chống nước, cả 11T 5G và Note 11 đều trang bị chuẩn chống nước IP53. Thứ hai, về màn hình, Redmi Note 11 T 5G sử dụng tấm nền IPS LCD, trong khi đó Note 11 được trang bị tấm nền AMOLED. 11T 5G có kích thước màn hình 6,6 inch, đi cùng tỷ lệ màn hình hữu dụng là 84,8%, tốt hơn so với lại Note 11 là 6,43 inch và 84,5%. Cả hai điện thoại này đều có độ phân giải màn hình là Full HD+, tuy nhiên mật độ điểm ảnh của Note 11 nó sẽ tốt hơn một chút. Cả hai điện thoại thì đều sở hữu tần số làm mới màn hình là 90Hz, Tuy nhiên thì độ sáng tối đa của Note 11T 5G chỉ là 450 nit, kém hơn độ sáng 1000 nit của Note 11. Về kính cường lực, cả Note 11T 5G và Note 11 đều trang bị kính cường lực Gorilla Glass 3. Nhìn chung, về màn hình thì Note 11 tốt hơn nhờ tấm nền AMOLED, độ sáng và mật độ điểm ảnh. Thứ ba, về hiệu năng, Redmi Note 11T 5G trang bị chip MediaTek Dimensity 810 tiến trình 6 nanomet có điểm Antutu 9 khoảng 355.000. Trong khi đó thì Redmi Note 11 sử dụng chip Snapdragon 680 tiến trình 6 nanomet có điểm Antutu 9 khoảng 250.000. Về cơ bản thì hiệu năng của Note 11T 5G sẽ tốt hơn. 4. Bộ nhớ. Cả hai điện thoại đều có phiên bản bộ nhớ 464, 664, 6128 và hỗ trợ chuẩn bộ nhớ UFS 2.2. Tuy nhiên, Note 11T 5G có thêm tùy chọn 8128, còn Note 11T có thêm tùy chọn là 4128. Đáng tiếc Note 11 T5G lại không hỗ trợ thẻ nhớ trong khi Note 11 lại có khe cắm thẻ nhớ chuyên dụng. Nhìn chung, bộ nhớ của hai điện thoại này cũng gần giống nhau. Tuy nhiên thì Note 11 T5G nó sẽ có cái tùy chọn bộ nhớ 8128 GB tốt hơn, còn Note 11 nó sẽ tốt hơn nhờ có khe cắm thẻ nhớ chuyên dụng. Thứ năm, về camera, xét về camera chính, cả hai đều có độ phân giải 50 MP, khẩu độ F/1.8, đồng thời đều sử dụng cảm biến S5 kgn N1 của Samsung có kích thước cảm biến 1/2.76. Về ống kính siêu rộng, cả hai đều có độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.2 119 độ. Tuy nhiên, cảm biến ảnh được sử dụng trên ống kính siêu rộng của Note 11T 5G là Galaxy Core GC08A3 có kích thước là 1/4, còn Note 11 lại được trang bị cảm biến IMX355 của Sony với kích thước cảm biến là 1/2.8. Redmi Note 11 tốt hẳn đối thủ của nó nhờ được trang bị ống kính macro và ống kính depth 2MP Xét về khả năng quay video, cả hai đều có khả năng quay video Full HD 30fps Note 11T 5G nó nhỉnh hơn một chút nhờ có khả năng quay video 60 fps. Cả hai đều không hỗ trợ chống rung. Camera trước của Note 11T 5G có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f/2.5, sử dụng cảm biến OmniVision OV16A10, kích thước là 1/3.06. Còn Note 11 là 13 megapixel, khẩu độ f/2.4, dùng cảm biến Samsung S5K3L6, kích thước 1/3.1. trên Cả hai đều trang bị khả năng quay video Full HD 30 fps, không hỗ trợ chống rung. 6. Về pin, cả Note 11 T5G và Note 11 đều trang bị viên pin 5000 mAh, đồng thời đều hỗ trợ sạc nhanh 33W. Cả hai máy đều không hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược không dây. 7. Về âm thanh, kết nối, cả hai đều hỗ trợ loa stereo, rách tai nghe 3.5, cổng USB Type-C 2.0 và vân tay gắn bên. Tuy nhiên, Note 11 T5G được hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.1 rồi, còn Note 11 vẫn là 5.0. 8. Về giá, Redmi Note 11T 5G có giá khoảng 4,8 triệu cho phiên bản 8128GB Còn Redmi Note 11 cũng có giá khoảng 4,8 triệu Tuy nhiên là cho phiên bản 4128GB Như vậy thì chúng ta có thể thấy Nếu như cùng phiên bản 4128GB Thì Redmi Note 11T 5G nó sẽ rẻ hơn Về kết luận Chọn Redmi Note 11T 5G nếu bạn cần một chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh hơn Khả năng quay video 60fps Công nghệ Bluetooth 5.1 Và giá rẻ hơn một chút Chọn Redmi Note 11 nếu bạn cần một chiếc điện thoại có thiết kế mỏng nhẹ hơn, công nghệ màn hình và độ sáng tốt hơn, camera tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và có ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.